Ok em chào các bạn nhé. Vâng thời điểm bây giờ thì là cái thời điểm mà quý khách hàng đang cần những cái chiếc xe để đi lại. Thì với rất nhiều người thì thích những cái dòng xe mà 5 700 triệu hay là 3 400 triệu nhưng vì cái điều kiện kinh tế thì cũng có rất nhiều người đang cần mua những chiếc xe tầm vài chục triệu cho đến hơn 100 triệu một tí để đi lại về phục vụ cái công việc của mình ạ. Thì ngày hôm nay thì để nói chung là để 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 phục vụ cho bà con thì tôi anh cũng xin giới thiệu đến cho anh em những cái dòng xe mà nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm uh, từ vài chục triệu đồng cho đến khoảng hơn trăm triệu thôi tức là khoảng uh, trăm rưỡi đổ về đấy từ uh, khoảng uh, ba bốn chục triệu cho đến trăm rưỡi đổ về thì uh, hôm nay tôi anh về được khoảng tầm hơn chục chiếc xe ở cái ngang ngang cái tầm đó thì uh, ngày hôm nay tôi anh sẽ làm một cái video ngắn thôi khoảng tầm hơn 10 phút một chút về những cái dòng xe đó và uh, tôi anh sẽ quay kỹ hơn một chút vì đợt này về những cái dòng xe đó rất là nhiều lên quý khách hàng của quý bà con của bác chị em nào đang có nhu cầu mà quan tâm đang có nhu cầu muốn tìm hiểu về những cái dòng xe vài chục hay là hơn trăm triệu một chút thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi anh ô tô hải phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863 địa chỉ cửa hàng của em thì làm tại ngay thôn 1 xã bắc sơn huyện an dương thành phố hải phòng có địa chỉ đàng hoàng ở một cơ sở uy tín có rất nhiều các dòng xe và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì bây giờ tôi anh sẽ đi báo giá và sẽ tìm hiểu cho anh em xem những chiếc xe ô tô như thế này như thế này mà nó chỉ có loanh quanh từ vài chục cho đến hơn trăm triệu nhé thì mọi người hãy cùng theo dõi cái video của em để có thể biết được thêm xem mà xe nào nó đáng cái đồng tiền bắt gạo chúng ta bỏ ra như nào cái tầm chi phí chúng ta bỏ ra như thế nào ở ngay đầu video đây thì con xe này thực sự các bạn là vừa về đến đây xong vừa về đến đây xong thì em đã có được một chiếc xe như là con này là máy vẫn còn nóng luôn ấy. vừa về đến đây là vừa tắt máy xong à một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2007 xe nhập khẩu nguyên chiếc của ở ờ, Hàn Quốc biển 29A 85628 Con này thì là uh, uh, 7 xe nhập khẩu Chủ nhân chiếc xe thì cũng đã độ lên uh, La Rang đúc này Xe của nó thì rất là đẹp cho anh em nhé Đấy nhập khẩu nguyên chiếc này Xe thì uh, khá đẹp này không có khoan đục taxi gì này Đấy rất là xịn sò nhé Đấy là 7 xe nhập khẩu này Đấy với cái cửa tiền thì uh, con này chỉ nó rơi vào tầm khoảng hơn 90 triệu một chút thôi Đấy và có cô bác chị em là thích chiếc xe này thì alo cho em Nó loanh quanh tầm hơn 90 triệu là chìa khóa chứ kìa nguyên này đầy đủ màn hình khóa khiển nhé nói chung là ở cái tầm tiền nó hơn hơn 90 triệu một chút thì ở đây em đang có một chiếc Morning 207 xe không khoan đục taxi gì Đấy, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024 và uh, có đầy đủ màn hình cam lùi và cam hành trình rồi chiếc xe đang đeo biển 29A 85628 á con này hiện tại là anh đang chờ bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 90 một chút nhé Đấy, một chiếc xe Morning 2007 thì tội gì anh em phải đi Spark hay là Matiz làm cái gì Đấy, với cái tầm tiền như này Các còn nhé Đấy À, xe về vừa về thì gần như cũng không kịp, à, không phải dọn dẹp rửa ráy gì đâu à, Nhìn nó rất sạch sẽ và máy chất cực kỳ luôn, chạy từ Hà Nội về đây luôn nhé bà con nhé Với giá có hơn 9 chục thôi Đấy. À, Ngoài ra thì nhà em có rất nhiều những dòng xe đẹp, đó hơn 300, hơn 400, có rất nhiều Đấy, Nhưng mà ngày hôm nay xin phép là tụi anh không đi vào những dòng xe đó nữa Giờ chúng anh sẽ đi tiếp tục đi và à, xem con xe nào, đó, có vài chục triệu đồng thì chúng ta sẽ cùng xem nhé Vâng hôm nay thì em lại về cho anh em được một chút spark ạ con Spark này thì sản xuất năm 2011 ạ. Biển 15A60104 ạ. À, một chiếc xe sản xuất năm 2011 phiên bản số sàn. Máy của nó là 0.8. Con này thì cũng vừa về buổi sáng ngày hôm nay thôi. Con này thì sáng nay thì các anh em có hỏi em nhưng mà em bỏ hết rồi. Nhưng đến trưa thì ở uh, chiếc xe này mới về đến cửa hàng. Spark 2011 tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Nội thất của nó là uh, ghế nỉ, ghế nước là nguyên bản. Đấy, giá bán thì chuẩn chỉnh cho anh em là 79 triệu đồng. 79 triệu đồng nhé. 79 triệu đồng. Thực ra cái dòng Spark này nó chỉ gọi là bọn em làm cho nó vui thôi. Thật sự là bọn em làm cho nó vui, có xe để bán, có xe để phục vụ bà con thôi chứ lãi là không được bao nhiêu. Nên là bớt bát thì nó cũng được ít thôi. Vì thế nên là bà con có bác chị em gọi là lộc lá cho anh em thôi. Anh em nào thích cái dòng xe này thì thì alo thôi. À, con xe này thì nó rất là đẹp, nội thất ghế nỉ của nó còn rất là đẹp và ổn định cho anh em. Keo chỉ của nó thì em thấy con này keo chỉ còn rất là zin luôn ạ. Keo chỉ còn rất là zin luôn bà con này. Với cái tầm tiền và cái cửa tiền của nó chỉ có hơn chục gần 80 triệu thôi. Đó, à, Spark thì đời 2011 bà con nhé đời 2011 số sàn máy của nó là 1.0.8 mà con ạ à, máy 0.8 nhá sơn si đẹp nội thất đẹp là đang đúc 4 bánh theo xe điều hòa đang kiểm còn mát nhá đấy nội thất của nó rất là ok thực ra thì quay nhiều thì các bạn cũng không xem hết nhưng mà đi vào từng dòng như này thì khả năng là các bạn có thể xem được hết video vì à, các bạn đúng cái tầm tiền đấy vâng à, đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2024 à, ở biển Hải Phòng chính chủ luôn ạ con này, hiện tại tôi đang đang chờ bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 79 triệu đồng cho bà con các bác chị ở nhà mình. Vậy thì bà con các bác chị ở nhà mình nào quan tâm về chiếc xe Spark 2011 máy 0.8 5 chỗ ngồi như này thì alo trực tiếp cho thành phố ở Phòng nhé. Một chiếc xe rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc xe lại còn rẻ hơn rất là nhiều và có thể nói là rẻ nhất tại cái video này. Đó, à, chỉ có 42 triệu thôi. Một mẫu xe 5 chỗ ngồi sedan phân khúc và cao. À, máy 1.6 biển 38A04003 Con này thì nói thật với các bạn là đề cái ăn ngay luôn Đề cái lỗ ngay nhá các bạn đừng nghĩ là nó trông nó thế đôi nhưng mà thực ra là nó là một chiếc xe đẹp đó à, đời 2000 luôn ở những cái thập niên 2000 000 à, bà con nhé thập niên 2000 mà các bác nào sở hữu con xe này thì nó là quá là yêu rồi và ở cái cửa tiền như cái xe này hiện tại tôi đang đang bán có 42 triệu thôi ạ à. 42 triệu bà con có tin được là có ô tô đi không đó, thực ra thì đó là cái điều mà rất nhiều bác bảo là là thế này thế nọ rồi là nuôi bố già nó giết rồi nhưng mà thực ra thì nhà em làm những cái dòng xe này cũng rất là nhiều chứ không phải ít à, bà con nhé Ừ, thì mình phục vụ cho đủ các tầng lớp à, nhân dân đúng không ạ à, xe đẹp có xe xấu có à, tiền nào của đấy bà con nhé lợi lợi thất rất là đẹp Mặt giá có 42 triệu thôi ạ 42 triệu thôi thì quý và quý bà con cô bác chị nhà mình đã có được một chiếc xe 5 chỗ nhé ở phân khúc hạng C cực kỳ rộng rãi và tiết kiệm cho anh em con này thì chạy cực kỳ khỏe và rất lượng đảm bảo cho anh em mua về đi lại thì quá là ok máy của nó thì anh em ạ đề cái là ăn ngay luôn nhá mà đăng kiểm thì rất là còn nhá à, với cái tầm tiền và với cái cửa tiền nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm à, à, hơn 40, 42 triệu à, Thì bọn em cũng không bớt được nhiều Nói luôn là cho anh em là không bớt được nhiều bà con nào thích thì mua thôi chứ còn đâu thì à, dòng này thì chả bớt được bao nhiêu cả đăng kiểm đến tháng 7 năm 2024 nhé Màn hình cam nùi đầy đủ luôn ạ nội thất sạch sẽ và đẹp đẽ cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng ạ à, bà con của bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm à, về cái chiếc xe Daewoo à, Nanos 2000 này Với giá 42 triệu mua về tập lái tránh mưa tránh nắng chạy 575 thì hỏng thì vứt đi cũng được rồi bà con lại để làm cánh được đấy bà con nhé hơn trăm triệu anh em cũng có được Hyundai Gate bà con nhé hơn trăm triệu một chiếc xe Hyundai Gate sản xuất năm 2000 không trăm sản xuất năm 2008 số tự động à, số sàn bà con ạ số sàn à, số sàn bà con nhé hơi lệch máy sản xuất năm 2008 số sàn nhé con này thì đang đeo biển Hà Nội này, 30A 18645, sơn si màu xanh. Và cái màu xanh này là một cái màu rất là chủ đạo của dòng xe Hyundai Get luôn bà con nhé. Hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này với cái tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 119 triệu đồng. Đấy, nội thất của nó rất là đẹp đúng không ạ? Dòng ghét là một cái dòng xe nhập khẩu nguyên con, vì thế nên là chất lượng của nó thì khá là ổn định và hợp lý cho tất cả mọi người. Đấy, nó rất là rộng rãi luôn mà còn nhé, rất là rộng rãi cho tất cả quý hàng và quý bà con. Vậy thì bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Hyundai Get 2008 nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc số sàn máy của nó là 1.1 biển Hà Nội 30A 18645 đấy với giá có 119 triệu đồng thôi. Đấy. Vâng ạ, à, tiếp tục ở đây lại có cho anh em một cái mẫu xe 30F 3747. À, đây là một chiếc Kia Morning nhá, con này là phong cũ ạ. À. Con này sản xuất năm 2004 Số tự động. Vâng đăng kiểm đến tháng 3 năm 2025, sản xuất năm 2004. Đó, một cái mẫu xe rất là đẹp và rất chất lượng đảm bảo cho anh em mua về dùng và sử dụng. Biển 30F34747 này. Hiện tại con này em đang bán là có 128 triệu đồng thôi. 128 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con đã có được một chiếc xe số tự động nhé. Con này thì nó là gia đình sử dụng tư nhân chính chủ không taxi dịch vụ bà con nhé. Hộp số tự động máy 1.0. Con dòng này thì chạy nó khá là ổn định và tiết kiệm nhiên liệu có cái là đời của nó thì nó hơi sâu một chút bà con ạ đời của nó thì hai nẻ thì hơi sâu một chút thôi chứ còn đâu thực ra thì như những cái dòng xe này ở cái tầm tiền hơn trăm triệu một số tự động thì em thấy là đi con này nó nó cực kỳ hợp lý luôn nội thất của nó là ghế da rất là đẹp này ghế da rất là đẹp cho bà con này đó tất cả mọi thứ của nó đều rất là ổn định cho bà con này đó, với cái tầm tiền và với cái cửa tiền của nó thì à, à, tương đối là hợp lý để cho bà con các bác chị em nhà mình có thể đi đó, con xe này nó rất là hợp lý nhá hệ thống Kia Motor này đó, rất là đẹp luôn 2004 mà tất cả những cái lớp lì hay là những cái phần uh, phần 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 giá đỡ hàng trên cao của nó đấy nó còn nguyên bản đèn đó của nó thì rất là đẹp cho mọi người với cái cửa tiền của nó rất là hợp lý để cho bà con cô bác chị em nhà mình làm sao mà có thể đi được thì nó rất là hợp lý nhé tất cả mọi thứ của nó đều rất là dịn sò nội thất của nó thì còn đẹp long nanh như mới luôn và giá có 120 128 triệu thôi có cả túi khí nhé có cả hệ thống túi khí luôn ạ à. với giá 128 triệu thôi bà con nhé. Vâng ạ, ở trên đây thì uh, Tuấn Anh lại tiếp tục về cho anh em một chiếc xe Morning ạ. Con này thì đang đeo biển 15A uh, 64426. Nói về chiếc xe Morning này thì nó là một chiếc xe taxi ra thôi. Sản xuất năm 2012 nhưng để nói thì uh, với cái do xe này nó rất là đẹp và lên full đồ. Uh, thứ nhất là các bác bảo con nào có có mấy chục mấy hơn trăm mà các bác cứ khen đẹp đây. Đẹp là đẹp thật sự, nó là taxi ra thật sự nhưng mà riêng taxi ra nhưng đã về tên tư nhân lâu rồi và chủ nhân đã thay được bốn quả lốp mới tinh nhá. Bốn quả chứ không phải hai quả hay một quả gì đâu. 4 quả mới tinh và đăng kiểm đến tháng 11 năm 2024. Giá thì để cho anh em có 119 triệu đồng thôi. Đời 2012 và anh em nhìn thấy đây, trang bị hệ thống đèn này, đèn bi salon siêu sáng buổi tối này, rồi là đèn bi ở đây này. Nói tóm lại thì uh, riêng cái tiền đồ chơi này, chủ nhân của chiếc xe đã phải độ lên đâu đó gần 20 triệu, kể cả, cả, cái hệ thống na răng bông mai, na răng đúc này. Nó cũng là một cái hệ thống na răng rất là đẹp, đúng không ạ? Mà nó giống như những chiếc xe ở bản SNX số tự động có đấy, xi nhan báo rẽ trên gương này. Tóm lại thì con này nó khá là đẹp Có màn hình có cam lùi nội thất của nó cực kỳ sạch sẽ nhá Âm thanh loa đầu đài rất là hay luôn à, Độ loa trầm nó trước đầy đủ hết nhé à, Màn hình cam lùi mà giá có 119 triệu đời 2012 Mình vẫn biết đó là một chiếc xe taxi ra Vẫn biết đó là một chiếc xe chạy nhiều Nhưng đến bây giờ thì nó chạy này rất là ngon Bà con nhé nó rất là ngon luôn ạ à, Ngon ở sao ạ Ngon nó so với cái tầm tiền và với cái cửa tiền của nó là ngon Bà con nhé Đấy Vâng Tiếp tục lại một chiếc xe biển số rất là đẹp Ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe biển số đẹp Và nếu như biển số này thực sự anh em cứ để cái biển này mà đi cũng được Con này thì một chiếc xe Morning sản xuất năm 2005 Con này hơn con kia một đời Và chiếc xe thì đang đeo biển 99A38839 Tam Bát Kiểu thì đời đời ấm no Đấy nếu như bà con mà để nguyên cái biển này Bà con đi thì khá là ok Con này nó là bản số tự động nhá, Số tự động ạ à. Bản này là bản SLX số tự động đời 2005 đăng ký 2007, trang bị La đăng đúc nguyên bản có trang bị hệ thống đèn bi xenon, đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2024 và giá của nó là 136 triệu đồng. Nội thất con xe này thì nó không được mới như nội thất con kia, nhưng nội thất con này thì nó lại là bộ nội thất tất cả từ ghế da của nó là nguyên bản từ đầu chứ không phải là bọc lại mới nhé. Đấy, vì thế nó không được mới, chân nỉ của nó nguyên bản, vô lăng nguyên bản, đầu đài màn hình đầy đủ. À, tóm lại thì có 136 triệu thôi. đời 2005, đăng ký lăn bánh lần đầu 2007, nhập khẩu nguyên con của hàn Quốc ạ tất cả mọi thứ của nó đều rất là đẹp và rất xịn sò cho quý khách hàng và quý bà con của bác chị anh nhà mình đấy bà con của bác sĩ anh nhà mình là đang thích chiếc mô số tự động đây đời 2005 bà con này ở nội thất của nó tất cả đều là ghế da nguyên bản tắp lô tắp ly của nó là nguyên bản hết nhá chứ không phải là bọc lại hay là như này như nhỏ đâu ạ đấy, với cái tầm tiền và với cái cửa tiền của nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng hơn trăm triệu 136 triệu thôi tất cả hệ thống giá đỡ hàng đỡ hiếp của nó là trần nỉ của nó còn tất cả còn nguyên bản à có đầy đủ màn hình cam lùi đầy đủ nhá nhập khẩu biển bắc linh đó rất là xịn sò cho tất cả mọi người à, quý khách hàng và con nhé với cái tầm tiền chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 136 triệu ạ ok thì ở đây tiếp tục em lại về cho anh em thêm một chiếc xe à, mà cũng chỉ có một trăm mấy triệu thôi mà đời cao nhá con này form mới ạ à, con này nó là một chiếc Chevrolet Spark 5 chỗ ngồi biển à, hải đâu ạ con này nó là biển hải dương biển hải dương nhá à, động cơ của nó là 1.2 đời 2013 đây là một chiếc Chevrolet Spark khá là đẹp cho tất cả mọi người. Form của nó thì đẹp rồi, sơn si sạch sẽ rồi và tất nhiên rồi, nó cũng là một chiếc xe đã qua dịch vụ. Và ở cái cửa tiền và cái tầm tiền con này thì nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 100 bao nhiêu ạ? 119 triệu đồng thôi. 119 triệu đồng bằng với Morning 2012, nhưng con này là Spark 2013. Máy của nó là 1.2 một chiếc xe cũng khá là ổn định, form dáng đẹp, đó. đang rút hồ sơ gốc rồi. Về các bạn chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Đó. với cái tầm tiền như thế này thì nó thật với các bác là À, quá là ok cho chiếc Spark 2013 số sàn này. Đấy, bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho thành phố Hải Phòng nhé. Ok, à, với cái tầm xe khoảng 1708 thì nhà em rất là nhiều. À, 1708 thì rất là nhiều, 2 300, 4 500 thì cũng rất là nhiều. Nhưng chúng ta vẫn đang đi xem và tìm hiểu. Ví dụ như những cái dòng xe à, hơn trăm triệu, con này nó cũng đẹp này, có 16 này. À, xe nhập khẩu 2010 đăng ký 2011. À, nhập khẩu nguyên chiếc số sàn 1.6 nhé à, một cái dòng xe một chủ từ mới xe gia đình này nó loanh quanh có đâu đồng 6 thôi đấy và trong đây thì chúng ta sẽ tìm những cái mẫu xe mà nó rẻ hơn à, hợp lý hơn à, cho bà con ở đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Morning ạ con này thì sản xuất năm 2004 con này đang giao biển 29A 83327 này à, một cái dòng xe khá đẹp đời 2004 giá 128 triệu đồng cũng là số tự động bà con nhé cũng là số tự động và giá của nó là 128 triệu đồng bà con ạ À, với cái tầm tiền như thế này nội à, thất của nó tất cả đều là nguyên zin hết theo nhà máy sản xuất à, Với dòng 204 toàn hộ là những cái dòng xe gia đình Là những chiếc xe Moring đầu tiên du nhập vào Việt Nam à, Những chiếc xe đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam Vì thế nên là những cái người phải có tiền, có quyền Thì người ta mới có cái tiền để mua những cái dòng xe Moring như thế này Đến bây giờ thì nó lại rất là rẻ Chỉ có hơn trăm triệu thôi bà con nhé à, Vâng tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Moring số sàn ạ à. Con này thì nó có 145 triệu thôi Nhưng mà form mới nhá đời 2011 xe nhập khẩu nguyên con quản Quốc bà con nhé. Xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc đời 2011 này. À, đời 2011 nhé, con này thì hiện tại là tôi đang chào bán với giá là 145 triệu, số sàn 1.0 hàng nhập khẩu nguyên con. À, con này đã biển Hà Nội bà con nhé. À, và với cái tầm tiền như vậy thì à, à xe nhập thì nó nên form mới rồi, 5 chỗ ngồi bà con nhé. 5 chỗ ngồi, nội thất của nó thì khá là đẹp nhé. Anh em nào mua thì mình sẽ lắp cho các bác một cái màn hình cam lùi và với cái cửa tiền chỉ có 145 triệu đồng thôi. Thì em nghĩ rằng đây cũng là một cái dòng xe rất là đẹp và rất hợp lý Form dáng của nó thì rất là chuẩn Và xe nhập khẩu thì chạy rất là chắc Đặc biệt là trang bị động cơ 1.0 thì nó khá là tiết kiệm nhiên liệu cho quý hàng Và quý bà con của bác chị ạ à nhà mình Màu trắng xịn không có đổi màu là đang đúc bốn bánh theo xe bà con nhé Vâng ạ à, tiếp tục thì ở đêm đang có cho anh em thêm một chiếc Kia Morning Con này là đời 2013 à, Đời 2013 thì con này nó là số sàn thôi à, Máy 1.25 bà con nhé xe Việt Nam à, Và đặc biệt như con này em bán có 145 triệu thôi Đó là bằng con Morning 2011 Bằng con Morning 2011 bà con nhé à, Nhập khẩu con này nó số sàn và sản xuất lắp ráp tại Việt Nam à, Con này biển Lam Định và đã rút hồ sơ rồi à, Đời 2013 và giá để cho anh em đúng loanh quanh đâu đó khoảng 100 bao nhiêu ạ 115 triệu đồng, à quên 145 triệu đồng à, Tất nhiên thì dòng này nó cũng là một cái dòng xe mà đã qua dịch vụ taxi rồi à, Và quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nào đang có nhu cầu Hoặc quan tâm về chiếc xe này thì alo trực tiếp cho em này Với cái cửa tiền chỉ có 100 bao nhiêu ạ? 145 triệu đồng thôi thì quý khách hàng và quý bà con các bác chị anh nhà mình đã có được một chiếc xe Kia Morning còn quá là đẹp như thế này. Đấy màu trắng form mới nhá. Ở bên dưới này thì em đang có cho anh em một cái dòng xe mà nó có 55 triệu thôi. Đây là một chiếc Daewoo Matiz ạ. Để nói Matiz thì nó là cái dòng xe mà có thể nói là bèo nhất của Việt Nam rồi, bèo nhất của Việt Nam và bèo nhất của ô tô rồi. Nhưng mà không phải là thế mà không có người mua đâu, có rất nhiều người mua luôn. À, vì cái tầm tiền của người ta chỉ có như vậy thôi và cái thứ hai là à, các bạn cũng chỉ có nhu cầu sử dụng như vậy thôi nên người ta cũng chỉ mua cái dòng xe như thế này thôi Đấy vì thế nên các bác đừng chê tầm này không có xí diện gì cả với Tuấn Anh quay thì với những tầm xe như này chả có tí xí diện nào cả nói thật luôn xe bốn năm chục ba bốn chục nó chỉ được như thế thôi đấy nhưng được về con này cái này ghế nỉ nguyên bản theo xe này ghế nỉ nguyên bản theo xe bà con nhé ghế nỉ nguyên bản theo xe này Đấy máy lổ quay kêu bốn bánh quay đều điều hòa mát đăng kiểm còn đến tháng 152025 tức là mới đăng kiểm 15 và giá có 55 triệu thôi thì quý khách hàng mà còn có lên mua không? Làm con đi đỡ tránh mưa tránh nắng nhá. Ừ. Rồi à, tiếp tục thì ở đây em đang có cho anh em một chiếc Hyundai i10. Con này thì nó loanh quanh 150 triệu, 152 triệu thì bà con đã sở hữu được chiếc i10 2013. À, con này là bản đủ số sàn có cái là nó form cũ thôi và nó là xe gia đình nhá. À, mà giá của nó là 152 triệu có đầy đủ túi khí, ABS, gương kính chỉnh điện. Vâng, nội thất thì à, ghế da, màn hình cam nồi đầy đủ điều hòa mát bà con nhé à, xe của nó thì rất là đẹp rồi keo chỉ zin không lỗi là 2013 xe nhập khẩu cho quý khách hàng và quý bà con vậy thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc i10 2013 một cái mẫu xe gia đình sử dụng và form của nó hơi cũ một chút so với dòng i10 form mới ạ à, nhưng nó lại là xe gia đình thực ra thì với một cái chiếc xe gia đình và chúng ta so với một chiếc xe chạy dịch vụ thì nó hơn nhau rất là nhiều à, và giá của nó có 152 triệu thôi đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024 À, vì thế ở trên đây thì còn rất nhiều dòng xe i 10 tầm 167 107 rất nhiều nhưng xin phép các bạn là ngày hôm nay tôi Anh không quay đến em nó nữa à, đằng trước này thì những cái dòng xe hai đầu thì cũng quá nhiều nhưng mà giờ hơn 200 thì tôi Anh cũng không quay nữa đây à, quay cho anh em một con xe 158 triệu và 145 triệu để bà con có bác anh em có thể tham khảo này sedan hai đầu nhá con này nó là 158 triệu đây là một chiếc xe emerald sản xuất năm 2011 số tự động à, bản phun cửa sổ trời để nói thì với cái cửa tiền như này thì anh em không mua đâu được một con xe sedan xe đầu ở phân khúc hạng C như này có ghế điện này có cửa sổ trời này có điều hòa tự động này có túi khí này và đèn bi xenon siêu sáng máy thì miễn bàn về chất lượng đấy chạy hơn 17 vạn tư nhân chính chủ xe gia đình sử dụng bà con nhé đó, con này chạy rất là sướng có video riêng rồi bà con nhé có 158 triệu thôi bà con có bác chị em nào liên hệ với em thì em bớt cho anh em chút nhé nhá, à, ABS túi khí là đang đúc đầy đủ form dáng thì nó lại đẹp dã man luôn ngan luôn ạ dã man con ngàn luôn nhá, đấy Form dáng của nó đẹp chưa? Biển Hải Phòng 34260 nhá. Đăng kiểm tháng 12 năm 2024 ạ. Đèn bi lông siêu sáng này, form dáng của nó rất là đẹp luôn. Với giá chỉ có 158 triệu thôi và chắc chắn rằng anh em gọi cho em thì em sẽ bớt được. À, địa chỉ của hàng Người em đi nằm tại ngay khu vực thôn 1 Bắc Sơn An Dương Hải Phòng. Đối diện bên kia là ngôi chùa Cao Linh và con nhá. Ok, đây em đang còn con Vios cuối cùng cho anh em để anh em tham khảo này. Con này có 140 mấy triệu thôi, 145 triệu này. Đó, à, Vios bao nhiêu ạ? lẻ 09 này. Đấy, bẩn quá anh em ghi chữ dơ quá đây. Đấy, bà con nhá. Đấy, để đây thì thực sự là đây là mặt đường, nên là chạy rất là bẩn, có khi là vừa rửa xong nó lại bẩn luôn. Đấy, con này để cho anh em 145 triệu này, đăng kiểm tháng 5 2024, đời 2009 số sàn, máy 1.5 bà con nhá. Máy 1.5 này. Đấy, bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho thành ngô Hải Phòng để biết được thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này thì quý khách hàng và quý bà con à, có thể nhấc máy lên và alo cho em hoặc có thể là À, kết bạn zalo với em em tư vấn nhiệt tình cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng Đấy bà con nhé à, ngoài ra thì còn rất nhiều dòng xe rất hợp lý cho mọi người à, rất nhiều như Hyundai Venna Ven này còn rất là rẻ đây giá chỉ có loanh quanh đâu đó hơn trăm triệu thôi vâng cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con cô bác chị nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh của Tuổi Hải Phòng một lần nữa thì ở Tuấn Anh của Tuổi Hải Phòng xin phép được gặp lại tất cả mọi người cũng như quý khách hàng ở những video tiếp theo xin chào và gặp lại quý khách hàng và quý bà con cô bác chị nhà mình ở những video tiếp theo.